Phương xin nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chiếc nón kỳ diệu. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng tôi những người thiện chương trình chiếc nón kỳ diệu xin gửi tới các cán bộ chiến sĩ đang học tập và làm việc trong Quân đội Nhân dân Việt Nam lời chúc sức khỏe và luôn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Như tất cả chúng ta đều biết thì ngoài những giờ làm việc nghiêm túc, những người chiến sĩ còn luôn vui vẻ và sôi nổi trong công tác cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Vì thế mà chúng tôi rất hy vọng rằng là trong chiếc nón kỳ diệu ngày hôm nay, với sự tham gia của 3 chiến sĩ, chúng ta sẽ có được một không gian thật vui vẻ và ấn tượng. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi bắt đầu chiếc nón kỳ diệu. Xin mời chị Hồng Nhung. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng đoán nhanh thứ nhất của chương trình. Và ô chữ trong vòng chơi này gồm có 34 chữ cái. Xin mời. Đây là tên gọi tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin mời chị Hồng Nhung sẽ mở ô chữ cái đầu tiên. Chữ D ạ. Xin mời Tùng. Tôi xin đoán ô chữ này là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân. Hoàn toàn chính xác. Đó là đáp án của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, vào ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân chính thức làm lễ thành lập gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được chọn lọc từ những chiến sĩ du kích Cao Bắc Lạng do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân sáp nhập với lực lượng Cứu quốc quân và đổi tên thành Giải phóng Quân, trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của mặt trận Việt Minh khi tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Chúc mừng bạn Tùng với câu trả lời hoàn toàn chính xác vừa rồi. Bạn Tùng sẽ có được số điểm đầu tiên, đó chính là 500 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ bạn Tùng sẽ giới thiệu về mình trước. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Chiếc nón kỳ diệu và toàn thể khán giả đang ngồi tại trường quay S9. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bùi Duy Tùng, năm nay tôi 27 tuổi. Tôi đến từ đất vải Thanh Hải, Dương. Hiện nay tôi đang công tác tại Đoàn Nghi lễ Quân đội. Đơn vị tôi là một đơn vị duy nhất trong toàn quân được giao nhiệm vụ là phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước và quân đội. Còn bây giờ xin mời anh Vĩnh ạ. Kính thưa quý vị khán giả, thưa toàn thể các đồng chí, tôi tên là Ngô Hữu Vĩnh, hiện đang công tác tại Phòng Tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 3. Rất vinh dự cho tôi được tham gia chương trình Chiếc nón kỳ diệu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các thủ trưởng, các đồng chí đã và đang công tác và rèn luyện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay đến với chương trình với tinh thần giao lưu, học hỏi, tự tin và cùng hai bạn chơi khám phá những ô chữ bí mật và hấp dẫn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời chị Lan. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay S9. Tên tôi là Lưu Phong Lan, đến từ đoàn H05, binh chủng thông tin liên lạc. Hôm nay đến với chương trình Chiếc nón kỳ diệu nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng là một lần thử bản lĩnh trước đông đảo khán giả. Vâng, nhưng mà chị yên tâm không sao cả, bởi vì ngày hôm nay khi mà chị cũng như là anh Vĩnh và bạn Tùng đã đến với chúng tôi rồi thì không khí của trường quay của khán giả tại trường quay dành đến cho ba người chơi là rất tuyệt vời. Và thêm nữa là quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình cũng là những người sẽ cổ vũ cho cả ba người chơi của chúng ta để các anh chị sẽ thật sự tự tin và có được những đáp án đúng với các ô chữ. Xin chúc các anh chị sẽ may mắn ạ. Chúng ta đã trải qua vòng đoán nhanh thứ nhất và sau đây sẽ là vòng đoán nhanh tiếp theo của chúng tôi. Và ở vòng chơi này, nếu những người chơi nào trả lời chính xác sẽ có được 1.000 điểm và là người chơi có những lượt quay đầu tiên trong vòng chương trình thứ nhất. Ô chữ có 26 chữ cái. Đây là một địa danh lịch sử. Chị Hồng Nhung sẽ mở ô chữ cái đầu tiên. Đó là chữ K. Đây là một địa danh lịch sử. Xin mời anh Vĩnh. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chính xác. Đây là một địa danh lịch sử. K.
Xin mời anh Vinh. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Hoàn toàn chính xác. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Xin chúc mừng anh Vinh. Như vậy là anh Vĩnh đã vừa có câu trả lời đúng để có được 1.000 điểm. Và anh Vĩnh cũng sẽ là người chơi có những lượt quay đầu tiên ở vòng chương trình thứ nhất của chúng tôi. Nhưng trước khi đến với những vòng quay của chiếc nón thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian giao lưu với anh Vĩnh đã. Trong bản đăng ký của anh Vĩnh thì tôi thấy anh Vĩnh nói là anh là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Tôi là một cán bộ phụ trách công tác văn hóa nghệ của lực lượng vũ trang quân khu 3. Thì công việc chính của tôi là tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy phòng tuyên huấn và thủ trưởng cục chính trị quân khu về cái công tác văn hóa văn nghệ, có nghĩa là tổ chức các cái sự kiện hoặc là những ngày lễ lớn trong năm của đất nước cũng như của quân đội. Theo như anh chia sẻ thì tôi nghĩ là cái công việc này của anh Vĩnh cũng cần hiểu biết về nghệ thuật đúng không ạ? Rất may cho tôi là cũng được đào tạo chính quy ở trong trường Đại học Nghệ thuật Quân đội. Sau khi học xong và thì thủ trưởng cũng phát hiện và đưa sang một cái lĩnh vực là chỉ đạo về công tác văn hóa văn nghệ. Khi được chuyển sang thì cái thuận lợi nhất của tôi đó là hiểu biết về nghề và người làm nghề, nên là đã chỉ đạo rồi hướng dẫn các đơn vị hoàn thành tốt công tác văn hóa văn nghệ của lực lượng vũ trang quân khu 3. Và theo như chúng tôi được biết thì công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội là một trong những công việc rất là quan trọng đúng không ạ? Và cụ thể là khi mà anh học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là anh học khoa gì ạ? Khi tôi học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì tôi học ở khoa âm nhạc chuyên ngành là kèn saxophone. Người thầy của tôi thì có hai người thầy thì cũng là nổi tiếng nhất Việt Nam này, đó là thầy Quyền Văn Minh và sau đó là thầy Trần Mạnh Tuấn đã dạy tôi trong 5 năm. Và ngày hôm nay anh có biểu diễn dành tặng tới tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các chiến sĩ không ạ? Hôm nay tôi cũng rất vui là đến tham gia chương trình và được giao lưu và được thể hiện mình. Thì tôi có mang tác phẩm Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp sẽ gửi tới quý khán giả. Vâng, tôi dành một tràng tay chân vinh ạ.
À, chúng ta được biết thì saxophone là một nhạc cụ thuộc bộ hơi và nó gần giống nhất với tiếng hát đúng không ạ? Bởi vì nó thể hiện được cái độ réo rắt này, sự luyến láy và độ rung. Và quả thật với phần trình diễn của anh Vĩnh vừa rồi thì quý vị khán giả cũng giống như tôi, chúng ta đã thấy được một Hà Nội vô cùng bình yên qua tiếng saxophone của anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta đã vừa được thư giãn rồi đúng không ạ? Và bây giờ là lúc mà xin mời ba người chơi sẽ thật tập trung vào những vòng quay của chúng tôi để đến với ô chữ trong vòng chơi chính thứ nhất. Ở trong vòng chơi chính thứ nhất, chúng tôi sẽ có ô phần thưởng và ô phần thưởng này sẽ tồn tại cho đến hết phần chơi. Ô chữ của vòng chơi này gồm có 5 chữ cái. Xin mời. Đây là một chiến thắng trong quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Xin mời anh Vĩnh ạ. Rất đáng tiếc, ô mất lượt. Lượt chơi đến với chị Lan, xin mời. Ô mất lượt, xin mời bạn Tùng. May mắn đấy. Bà Tùng sẽ lựa chọn ô chữ nào để mở ra? Tôi chọn ô số 1. Xin mời chị Hồng Nhung. Đó là chữ A. Bà Tùng sẽ quay tiếp. Ô chia đôi. Bà vẫn có quyền đoán, bạn hãy đưa ra sự dự đoán của mình ạ. Tôi xin đoán chữ N. Có một chữ N. Và Tùng chưa có điểm nào nên là chữ đôi cũng không quan trọng đúng không ạ? Quan trọng là bạn được quay tiếp. Thêm lượt. Tôi xin đoán chữ H ạ. Có một chữ H. Bạn toàn vào các ô chữ thôi, nhưng mà ô chữ lần này là ô chữ mà tất cả chúng ta đều không mong muốn, bởi vì là ô mất điểm. Chúc mừng em. Ô chúc mừng. Tôi hiểu vì sao mà chị Lan lại chúc mừng bạn Tùng rồi, là bởi vì rất là may ở lần trước bạn đã vào ô thêm lượt nên là bạn vẫn còn lượt nữa. Thôi lần này thì tất cả chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay để chúc bạn Tùng là sẽ không vào ô có chữ nữa. Rất đáng tiếc, ô mất lượt. Xin mời anh Vinh. Ô mất điểm. Xin mời chị Lan ạ. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ K. Chữ K có một chữ K. Hai mươi điểm. Tôi xin được đoán chữ E. Chữ E có một chữ E. Dạ, đây là ô chữ An Khê. Hoàn toàn chính xác. Cuối năm 1952, trong khi chủ lực ta trên chiến trường chính Bắc Bộ giành thắng lợi lớn ở Tây Bắc, thì tại chiến trường Liên Khu 5, chiến tranh du kích vùng sau lưng địch dần dần được khôi phục. Bộ Tư lệnh Liên Khu 5 quyết định mở chiến dịch An Khê sau một thời gian chuẩn bị. 1 giờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 1953, chiến dịch mở màn.
Thắng lợi của chiến dịch An Khê là chiến thắng lớn nhất của ta tính đến đầu năm 1953 trên chiến trường Nam Trung Bộ, đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang Liên khu 5. Thưa quý vị, như vậy là chị Lan đã trở thành người chơi chiến thắng ở vòng chơi chính thứ nhất của chúng tôi với số điểm là 2.700 điểm. Một lần nữa xin chúc mừng chị Lan. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với vòng chơi chính thứ hai của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng chơi này chúng tôi có trò chơi phụ, đó chính là ô bí mật. Nếu như người chơi của chúng ta quay vào ô bí mật và quyết định sẽ khám phá ô bí mật của chúng tôi, thì người chơi một là sẽ có ngay lập tức được 3 triệu đồng, hai là sẽ mất điểm. Tôi nghĩ rằng là khám phá ô bí mật là một điều rất thú vị ở phần chơi này, nên là đã có những người chơi quyết định khám phá dù được hay không được, thì đó cũng là một kỷ niệm với chương trình. Và bây giờ thì tôi sẽ đặt hai ô bí mật này lên hai vị trí của chiếc nón. Chiếc nón của chúng ta đã sẵn sàng. Chị Lưu Phong Lan là người chơi có lượt quay đầu tiên ở vòng chơi chính thứ hai của chúng ta. Chị Lan có chia sẻ với chúng tôi chị tự hào nhất vì mình là người lính. Kính thưa quý vị khán giả, niềm tự hào của cá nhân tôi nó đơn giản vì tôi là lính. Vì được khoác trên mình bộ quân phục, vì được đóng góp, được học tập, rèn luyện trong một môi trường đặc biệt. Đó là niềm tự hào của cá nhân tôi. Và trong bản đăng ký chị có chia sẻ với chúng tôi, ngoài công việc ra thì chị còn rất thích nội trợ và cụ thể là thích nấu ăn cho gia đình và bạn bè. Nói về sở thích thì tôi thích cũng nhiều thứ lắm, nhưng mà những cái thứ ấy nó lại mâu thuẫn với nhau. Nó cũng không giống nhau lắm đâu. Mâu thuẫn. Ví dụ như là thích nghệ thuật nhưng đặc biệt là ca hát này. Nhưng trong ca hát ấy chỉ có theo một số dòng nhạc nhất định thôi. Cái thích nữa của tôi là thích nấu ăn cho gia đình. Hứng chí lên có thể là nấu những món ăn để mời bạn bè đến cùng thưởng thức. Thực ra giữa nghệ thuật với cả sở thích nấu ăn, dọn dẹp, tôi thấy không gắn liền với nhau không nhiều lắm. Không liên quan đúng không? Vâng. Sâu xa vấn đề thì nó vẫn là cái thiên chức của người phụ nữ. Chị có vừa nói với chúng tôi là chị thích âm nhạc, thích hát đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chị có thể hát cho chúng tôi nghe được không? Thật sự là với cá nhân tôi thì tôi rất là thích nghe người chiến sĩ hát. Dạ. Tôi xin gửi tới quý vị khán giả một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên tháng ngày vất vả. Bài ca làm bạn cùng trắng và ôm súng ngắm sao kia. Có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lành đêm xưa trăng. Cuộc đời tôi không thể nào quên.
cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Và một lần nữa tôi phải khẳng định rằng là tôi rất mong muốn và rất thích mỗi lần được nói chuyện, được giao tiếp, được sống trong không khí của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và tôi tin rằng là cả ba người chơi đã sẵn sàng giải ô chữ trong vòng chơi chính thứ hai này. Ô chữ của chúng tôi ngắn thôi, gồm có 6 chữ cái. Đây là địa danh ghi lại truyền thống hào hùng của đoàn tàu không số. Xin mời chị Lan ạ. Ba trăm điểm. Tôi xin đoán chữ N. Chữ N có một chữ N. Xe đoán trước. Tôi xin đoán chữ H. Chữ H có chữ H. Nhưng mà chúng tôi chưa vội thông báo là có bao nhiêu chữ H trong ô chữ này của chúng tôi. Để đến với câu hỏi, chị Lan có tham gia khám phá ô bí mật hay không? Tôi đến đây để tham gia cuộc chơi. Trên mặt nón có ngần nào ô mà có thể quay được và có thể khám phá là tôi chơi đến cùng. Đồng nghĩa với việc là chị đồng ý đúng không ạ? Để chúng ta lật ô bí mật mà chị quay được lên. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Vậy thì tôi sẽ giúp chị xem là ô bí mật này có chứa nội dung gì bên trong. Chúng ta chưa biết được là có bao nhiêu chữ H. Mỗi chữ H nếu xuất hiện ở trên ô chữ của chúng tôi tương ứng với 1.000 điểm. Còn ô bí mật có thể là 3 triệu đồng cũng có thể là mất điểm. Chị tham gia tức là chị đã đồng ý với điều đó đúng không ạ? Và ô bí mật mà chị Lan đã quyết định khám phá là ô có chữ, có chữ số 3 triệu đồng. Chơi là phải vui và vui là có thưởng. Dạ. Xin chúc mừng chị Lan với 3 triệu đồng chị đã giành được. Và bây giờ chúng tôi xin thông báo là có 2 chữ H. Xin chúc mừng chị và chị sẽ quay tiếp ạ. Tôi xin đoán chữ A. Không có chữ A. Xin mời bạn Tùng. Mất lượt ạ. Có vẻ như là bạn Tùng chưa cắt duyên được với cả các ô chữ trên chiếc nón của chúng tôi. Thôi đợi lượt sau nhé. Xin mời anh Vĩnh ạ. Bảy trăm điểm. Tôi chỉ đoán chữ O. Có hai chữ O. Mất lượt rồi. Lượt chơi đến với chị Lan. Điểm. Tôi đoán chữ E. Chữ E có một chữ E. Nhưng quan trọng nhất là chị ấy giải ô chữ này của chúng tôi. Giải luôn ạ, không bất lợi đấy ạ. 5 4 3 2 1 hết giờ. Rất đáng tiếc là đến khi giải ô chữ thì chị Lan lại chưa nhanh đưa ra được phương án. Xin mời bạn Tùng. Bây giờ bạn giải ô chữ. Tôi xin đoán ô chữ này là 5. Hòn hèo. Đó là phương án giải ô chữ của bạn Tùng. Đáp án của chúng tôi đó chính là hòn hèo. Xin chúc mừng. Bán đảo Hòn Hèo còn có tên gọi là Phước Hà Sơn, nằm ở phía nam đầm Nha Phu thuộc địa phận thị xã Ninh Hòa, cách thành phố Nha Trang 15 km theo đường chim bay. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, Hòn Hèo đã ghi dấu ấn với tấm gương quả cảm của anh hùng Nguyễn Phan Vinh.
Sau cuộc chiến không cân sức, anh Nguyễn Phan Vinh và anh Thứ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, rồi cho nổ tàu và hy sinh. Sức công phá của khối thuốc nổ khiến tàu 235 đứt đôi, một nửa chìm xuống biển, một nửa văng lên chân núi Bản Nam, xã Ninh Vân. Cán bộ thủy thủ của tàu 235 xuất trận mậu thân năm ấy, 14 người đã hy sinh anh dũng tại vịnh biển Hòn Hèo, như một bản hùng ca bất tử của dân tộc. Và thưa quý vị, như vậy là bạn Tùng đã trở thành người chơi chiến thắng ở vòng chơi thứ hai của chương trình với số điểm là 500 điểm. Xin chúc mừng bạn Tùng. Thưa quý vị và các bạn, vòng chương trình thứ hai đã kết thúc, để chúng ta sẽ đến với những cơ hội tiếp theo của chiếc nón kỳ diệu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với vòng chơi chính thứ ba của chiếc nón kỳ diệu. Ở vòng chơi này, như quý vị thấy, chúng ta có 4 hộp quà trong phần chơi phụ đổi hay không đổi. Nếu những người chơi của chúng ta đồng ý tham gia vào phần chơi phụ này, thì người chơi có quyền lựa chọn một trong 4 hộp. Trong này sẽ có 2 hộp bất kỳ có chứa món quà mang tính chất kỷ niệm của chương trình. Còn 2 hộp quà còn lại sẽ có tổng tiền mặt có thể lên tới là 10 triệu đồng. Và chúng ta hãy chờ xem là cả 3 người chơi của chúng ta có dám khám phá cái hộp quà này của chúng tôi hay không. Và còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vòng chơi chính thứ 3. Bạn Tùng là người chơi trẻ nhất, bạn sinh năm 1987. Hiện nay bạn đang là đội trưởng đội danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, tôi hiện nay đang công tác tại Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu. Đơn vị chúng tôi là cái đơn vị duy nhất trong toàn quân được giao cái nhiệm vụ là phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước và quân đội. Hàng ngày chúng tôi tổ chức huấn luyện các cái nội dung về nghi lễ đón khách. Và với cương vị của tôi thì khi tham gia thực hiện nhiệm vụ thì tôi là đội trưởng đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bản thân tôi cảm thấy cũng rất là vinh dự. Phần đầu chương trình tôi thấy bạn là người hô chào điều lệnh đúng không ạ? Đúng như vậy ạ. Trong thực hiện nhiệm vụ chính thức, nếu chúng tôi thực hiện đón các đoàn cấp nhà nước thì chúng tôi sẽ thực hiện ở phủ tịch. Thì với cương vị của tôi thì tôi sẽ sử dụng bằng kiếm. Vâng. Vâng. Còn khi đón ở Bộ Quốc phòng, tức là đón các đồng chí là bộ trưởng và các đồng chí là nguyên là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của các nước sang thăm Việt Nam thì chúng tôi cũng thực hiện nghi lễ bằng kiếm. Còn đối với tham gia đón đoàn ở các quân binh chủng thì động tác chào bằng tay không. Tôi chưa biết là chào thế nào cho nó đúng. Vậy thì bạn Tùng có thể giúp tôi hiểu hơn điều này được không? Đối với quân nhân, đội mũ, đầu ngón tay giữa, bàn tay phải sẽ đặt vào vành mũ bên lưỡi chai bên phải. Nhưng hiện nay ở đây tôi không đội mũ. Nhưng mà cái động tác chào vẫn có thể áp dụng đối với những đồng chí khi thực hiện nhiệm vụ không đội mũ. Đó là ngón tay giữa đặt vào đuôi lông mày ở bên phải. Thế thế này đúng không ạ? Vâng, để tôi xin phép chỉnh cho anh Danh Tùng ạ. Vâng. Và cái cánh tay của bàn tay của anh Danh Tùng và cái cánh tay anh phải thành một đường thẳng. Kính thưa quý vị khán giả, là đối với chúng tôi thì những người khoác trên mình màu áo lính, những cái động tác thì tuy nhìn nó rất là đơn giản, được trải qua rèn luyện và mất thời gian để tập rất là nhiều. Tất cả đội hình đón khách 127 người cộng với những đồng chí thực hiện nhiệm vụ tiêu binh ở các cái vị trí cửa phủ. Thì để mà một người hô được cho tất cả hơn 100 con người đấy để nghe được thì đòi hỏi là những người lính đơn vị chúng tôi đã được trải qua rèn luyện từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất để tạo thành cái tính chuyên nghiệp. Tất cả thực hiện đều như một cả. Vâng, nhưng mà để đều như một thì phải có cả một quá trình để rèn luyện đúng không ạ? Để rèn luyện, vâng. Bây giờ chúng ta sẽ không kéo dài thời gian hơn nữa. Xin mời bạn Tùng, anh Vĩnh, chị Lan sẽ tham gia vòng chơi chính thứ 3. Ô chữ trong vòng chơi chính thứ 3 gồm có 10 chữ cái. Đây là địa danh lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn Tùng. Tám trăm điểm. Tôi xin đoán chữ D. Có một chữ D. Bạn Tùng thân mến, và bạn đang có quyền để tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi. Để giúp cho bạn Tùng có một cái quyết định dễ dàng thì tôi xin thống kê lại số điểm đang có của mỗi người chơi như sau. Bạn Tùng đã chắc chắn có 1.000 điểm, còn anh Vĩnh có là 1.000 điểm, chị Lan đang có là 2.700 điểm. Bạn có tham gia hay không? Qua các cái lần quay của các vòng trước thì tôi thường vào các ô mất điểm và mất lượt. Tức là tôi quyết định đổi. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng bạn Tùng sẽ may mắn. Trong 4 màu này thì bạn Tùng thích màu nào nhất? Có lẽ màu đỏ sẽ là màu hợp với tôi nhất và tôi sẽ chọn màu đỏ. Nhưng bạn có nghĩ là chưa chắc màu hợp với mình đã mang lại may mắn cho mình không? Dù sao đấy thì cũng là màu tôi thích.
Bây giờ tôi vẫn để cho bạn suy nghĩ lại lần cuối cùng. Tôi sẽ giúp bạn mang hộp quà màu đỏ này về đặt cạnh bạn Tùng. Xin mời bạn. Còn sau đây là lời quay dành đến cho anh Vĩnh. Xin mời anh. Hết lượt ạ. Xin mời anh. Tôi xin đoán chữ A. Chữ A, không có chữ A. Chị Lan sẽ quay. Xin mời chị. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ N. Chữ N, có một chữ N. Chị Lan thân mến, với việc trả lời chính xác ngay ở lượt quay đầu tiên, chị có quyền tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi của chúng tôi. Chúng ta còn lại 3 món quà. Chị có tham gia hay không? Tôi không đổi, tôi xin quay tiếp. Vâng, xin mời chị Lan. Năm trăm điểm. Tôi xin đoán chữ P. Có một chữ P. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ C. Có một chữ C. Ba trăm điểm. Tôi xin đoán chữ hát. Có một chữ hát. Thêm lượt ạ. Tôi xin đoán chữ ớ. Chữ ớ, có một chữ ớ. Điểm. Tôi xin đoán chữ y ngắn. Có một chữ ngắn. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ ô. Có một chữ ô. Tôi xin đoán chữ L. Chữ L, có một chữ L. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ G, D D. Chữ G, có một chữ G. Tôi xin đọc ô chữ ở vòng thi thứ ba, đó là dinh độc lập. Hoàn toàn chính xác. Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc độc đáo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Dinh được khởi công xây dựng ngày 1 tháng 7 năm 1962 và khánh thành vào ngày 31 tháng 10 năm 1966. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng mang số hiệu 843 của quân giải phóng thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 230, quân đoàn 2 dẫn đầu đội hình đã húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập. Tiếp đó, xe tăng mang số hiệu 390 đã húc tung cổng chính tiến thẳng vào dinh. 11 giờ 30 phút cùng ngày, Trung úy Bùi Quang Thận đã kéo lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Cờ phấp phới tung bay trên nóc dinh, kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã thực hiện được ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân hai miền Nam Bắc sum họp một nhà. Ngày nay, Dinh Độc Lập là di tích lịch sử nổi tiếng được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài biết đến. Xin chúc mừng chị Lan, và như vậy là chị chính là người đã giải được ô chữ ở vòng chương trình thứ 3 của chúng tôi. Chị Lan là người chiến thắng với số điểm là 3.700 điểm. Thưa quý vị, xin chúc mừng. Quay trở lại với bạn Tùng, người duy nhất tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi ở vòng chơi thứ 3 này. Tôi sẽ xuống vị trí của 3 hộp quà còn lại là màu vàng, màu xanh lá cây và màu xanh dương. Nếu như quý vị khán giả giúp cho bạn Tùng lựa chọn thì quý vị muốn là bạn Tùng sẽ chọn vào hộp quà màu nào? Tức là có hai ý kiến, một là xanh lá cây, hai là xanh dương, đúng không ạ? Hiện nay không phải là một mình bạn chọn mà còn có cả quý vị khán giả đang cùng bạn chọn nha. Bạn có muốn đổi không ạ? Tôi xin phép được hỏi tới người thân ạ. Vâng, xin mời ạ. Theo mẹ là con có nên đổi không ạ? Con nhận màu xanh dương. Và bạn có định đổi không? Vâng, tôi quyết định đổi ạ. Chúng tôi sẽ chấp nhận được đổi của bạn Tùng. Và chúng ta sẽ mang hộp màu xanh dương này đặt lên vị trí của hộp màu đỏ, đúng không ạ? Tôi bê quà cứ như là quà của mình. Và bây giờ tôi thử mở hộp màu đỏ này ra đã nhé. Để xem có gì bên trong nhé. Đó chính là một phần quà của chương trình, một chiếc túi có in logo của VTV mang đến chất kỷ niệm. Việc khám phá hộp quà màu xanh dương này, xin mời bạn. Đó là gì ạ? Một tờ giấy. Bạn hãy cho tôi biết bên trong số tiền là bao nhiêu. Phần thưởng của tôi là 6 triệu ạ. Xin chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, và như vậy là sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính thì hiện nay số điểm mà mỗi người chơi của chúng ta có được như sau. Bạn Tùng đang có là 1.000 điểm tương ứng với 1 triệu đồng cùng với 6 triệu đồng mà bạn vừa có được trong phần chơi đổi hay không đổi. Bạn sẽ tạm biệt chúng tôi ra về với tổng số tiền là 7 triệu đồng. Xin chúc mừng. Anh Vĩnh có 1.000 điểm tương ứng với 1 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Và người có số điểm cao nhất đó chính là chị Lan với số điểm là 6.400 điểm tương ứng với 6.400.000 đồng. Cùng với 3 triệu đồng mà chị đã có được ở phần khám phá ô bí mật. Xin chúc mừng chị với số tiền thưởng rất cao. Và chị Lan cũng chính là người chơi sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta ở vòng chơi đặc biệt của chương trình. Và xin được cảm ơn 3 người chơi đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn Tùng. Cảm ơn anh Vinh ạ. Cảm ơn chị Lan. Khán giả có mặt tại trường quay luôn là những người góp phần thành công cho mỗi chương trình chiến đón kỳ diệu. Vì vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi dành cho khán giả. Xin chào quý vị và các bạn đến với vòng chơi dành cho khán giả tại trường quay của chiếc nón kỳ diệu. Thưa quý vị và các bạn, ô chữ trong vòng chơi này ngày hôm nay chúng tôi dành đến cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay là ô chữ gồm có 17 chữ cái. Xin mời. Đây là tên một chương trình truyền hình. Ngay sau khi mà chúng tôi đưa ra câu gợi ý dành đến cho ô chữ này thì có rất nhiều quý vị khán giả giơ tay, đúng không ạ? Vâng, xin mời bạn. Đó là chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Hoàn toàn chính xác, đó chính là Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Là sân chơi dành cho các chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên sóng được 8 năm với các phần chơi thể hiện tài năng trên sân khấu và tại thao trường. Mỗi chương trình là một món quà đặc biệt, quy tụ sự hồn nhiên, chân thành, rắn giỏi và đầy tính kỷ luật của những tân binh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, nơi gửi gắm những ước mơ của gần 500 đơn vị toàn quân, nơi thể hiện sự rèn luyện với tinh thần con nhà binh từ biên giới đến hải đảo. Đón xem Chúng Tôi Là Chiến Sĩ để thấu hiểu những giọt mồ hôi, những nụ cười, niềm lạc quan để vượt nắng thắng mưa, hăng say luyện tập. Chúng tôi là hậu phương, mong muốn gửi yêu thương, hậu phương ra tiền tuyến, giữ mắt thần của biển, chắc tay súng biên cương, thổn thức những vấn vương, gửi hậu phương yêu dấu. Thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình rất quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt là với chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng Tôi Là Chiến Sĩ được phát sóng thường lệ vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3. Một lần nữa xin chúc mừng bạn với câu trả lời chính xác vừa rồi.
Có lẽ tôi không phải hỏi tên bạn nữa, bởi vì ngay trên ngực áo của bạn tôi thấy tên bạn là Trần Minh Toàn, đúng không ạ? Tôi xin tự giới thiệu, tôi đang công tác tại Đoàn Danh dự, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu. Tôi là người đồng đội, đồng chí của người chơi ngày hôm nay, đó là đồng chí Bùi Duy Tùng. Thảm nào tôi thấy là cứ mỗi lần mà bạn Tùng đoán chữ hay là đoán đúng là ở bên dưới các bạn vỗ tay rất là to. Vâng, đấy là tinh thần của chúng tôi ạ. Chúng tôi có một phần quà nhỏ dành tặng bạn. Xin cảm ơn chương trình. Chúng ta đang cùng nhau đến với vòng chơi đặc biệt của chiếc nón kỳ diệu. Thưa quý vị và các bạn, chị Lưu Phong Lan chính là người chơi xuất sắc nhất sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính để chị có mặt trong vòng chơi đặc biệt của chúng tôi. Hiện nay số tiền thưởng mà chị đang có đó là 9.400.000 đồng. Chúng tôi rất hy vọng là một lát nữa chị Lan chia tay chúng tôi ra về sẽ không chỉ với số tiền thưởng này mà còn có thể thêm nữa là 5 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, thậm chí là có thể 30 triệu đồng. Nếu như chị đoán được ô chữ trong vòng chơi đặc biệt của chúng tôi hôm nay. Và bây giờ chị Lan hãy cho chúng tôi biết là chị sẽ quay vòng quay của chúng tôi trước hay là đến với việc giải ô chữ trước? Tôi xin được giải ô chữ trước. Quan trọng nhất là giải ô chữ đã, đúng không ạ? Và thì chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ của vòng chơi đặc biệt. Thưa quý vị, ô chữ trong vòng chơi đặc biệt hôm nay gồm có 18 chữ cái. Xin mời. Đây là tên một bài hát. Chị Lan có quyền dự đoán trước 3 chữ cái. Tôi xin đoán chữ H, chữ M, chữ K. Chữ H có 4 chữ H. Chữ M có 1 chữ M. Và chữ K có 1 chữ K. Sau đây sẽ là 30 giây để chị Lan suy nghĩ. Tôi xin trả lời luôn ạ. Chị không cần suy nghĩ. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, thưa anh Danh Tùng, đây là một trong 10 bài hát quy định trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền được mang tên Hát mãi khúc quân hành. Hát mãi khúc quân hành, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng chị Lan. Thưa quý vị, như vậy là ô chữ của chúng ta đã được chị Lan giải. Đây là ô chữ chính xác. Nhưng mà không hiểu là chị Lan khi đến với vòng quay của chúng tôi, chị sẽ chọn được mức 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, 20 triệu đồng hay là 30 triệu đồng. Một lát nữa sau khi chúng ta quay trở lại chương trình thì chúng ta sẽ biết điều này. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những điều thú vị của chiếc nón kỳ diệu tuần sau đã. Tôi cho mình mượn điện thoại. Anh làm gì điện thoại của tôi đã? Bắt đầu này, là đứng bị gạt lần thứ 3. Con nước đi đó dạo nghỉ, dạo liền thời đua nhau chậm chậm đi. Gần sau chương trình rồi, anh giả tới điện thoại. Hãy quay trở lại với chúng tôi và đến với vòng quay dành đến chị Lan, là người trả lời chính xác ô chữ đặc biệt. Trước tiên thì xin bắt tay chị Lan một cái, chúc chị may mắn. Và... cảm ơn Danh Tùng. Mến, như vậy là cùng với số tiền thưởng mà chị đã có được ở những vòng chơi trước 9.400.000 đồng, cộng thêm với 20 triệu đồng chị có được trong vòng chơi đặc biệt này, chị sẽ chia tay chúng tôi ra về với số tiền rất cao, đó chính là 29.400.000 đồng. Xin chúc mừng chị Lan. Xin thưa khán giả, thay mặt cho hai đồng đội của tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị khán giả, tới đồng đội của tôi đã đến cổ vũ cho chúng tôi để có một niềm vui và sự may mắn như ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi xin được chúc mừng chị Lan với niềm may mắn mà chị đã có được trong chiến thắng kỳ diệu tuần này. Một lần nữa chúng tôi xin gửi tới các cán bộ chiến sĩ, những người đã và đang phục vụ cho quân đội nhân dân Việt Nam lời chúc dồi dào sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Đời mình là bài ca chiến sĩ.